Liên quan tới nội dung trên, tại Hà Nội, sau thông báo hỏa tốc của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, sáng ngày hôm nay, mùng 6 tháng 12, 50% học sinh lớp 12 trên địa bàn thủ đô quay trở lại trường học trực tiếp trong tâm trạng lẫn lộn, vừa mừng vui, vừa lo âu. Phụ huynh các em cũng không khỏi lo lắng và thậm chí là nhiều phụ huynh đã làm đơn cho con xin nghỉ học không đến trường trong giai đoạn này. Sau gần 7 tháng học online tại nhà, sáng nay 50% lớp 12 đã quay lại trường học. Những học sinh này sẽ học ở trường thứ 2, thứ 4 và thứ 6 và học trực tuyến vào các ngày thứ 3, 5, 7. 50% còn lại sẽ học theo thời khóa biểu ngược lại. Mặc dù rất mong các con được quay trở lại trường học để giải phóng tâm lý kìm hãm ở nhà, bớt đi việc tiếp xúc với các thiết bị điện tử, được giao tiếp với bạn bè, tương tác với thầy cô, nhưng nhiều phụ huynh vẫn có tâm trạng lo lắng. Mình bắt buộc là phải hòa đồng với cả cộng đồng thôi. Đấy là cái là phải thích nghi. Chứ còn trước mắt là nó rất là nhiều tâm trạng, rất là nhiều cái lo lắng, nhưng mà chả còn cách nào cả. Đấy, theo mình là phải cố gắng là giữa nhà trường và các con là đều phải có những cái thống nhất. Rất là lo lắng, nhưng mà vì là nó cũng cần thiết, nhưng mà chị cũng gia đình cũng rất là lo. Và cũng dặn dò các con rất là cẩn thận khi đến trường. Vì tình hình dịch vẫn đang căng nên là xem vào đấy vẫn có một chút lo lắng. Thì để đảm bảo cho bọn em có thể đi học một cách an toàn nhất thì bố mẹ đã trang bị cho em đầy đủ những biện pháp 5K như kiểu đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, luôn xịt khuẩn. Trong số gần 350 học sinh lớp 12 của trường Trung học Phổ thông Việt Đức đến trường, thì có 47 học sinh vì phụ huynh lo lắng về dịch bệnh nên đã làm đơn xin nghỉ học trực tiếp gửi đến nhà trường và giáo viên chủ nhiệm. Đối với các trường hợp này sẽ được ghép với các lớp học trực tuyến. Phụ huynh cũng khá là băn khoăn trong cái việc cho học sinh trở lại trường. Thì về phía thành phố cũng đã nghiên cứu, cũng đã trao đổi, tham vấn các chuyên gia về lĩnh vực phòng chống dịch tễ. Nên chính vì vậy thì các nhà trường cũng yên tâm thống nhất với cha mẹ học sinh. Vì bên cạnh những phụ huynh học sinh mà còn băn khoăn thì rất nhiều phụ huynh học sinh rất muốn con được đến trường. Bởi vì cái việc đến trường trong cái thời điểm này có thể nói đây chính là thời điểm vàng để giúp cho các con ôn tập lại kiến thức mà đã học trong thời gian học trực tuyến và đồng thời học kiến thức mới theo tiến độ của chương trình, giúp cho các con thực hiện tốt cái phần kiểm tra cuối học kỳ 1 và chuẩn bị cho các kỳ thi của cuối năm học. Theo hướng dẫn liên ngành của Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế Hà Nội, trong trường hợp phát hiện F0, trường học sẽ tạm thời phong tỏa, lớp nào ở yên lớp đó. Tất cả học sinh, giáo viên trong cùng lớp học có F0 được coi là F1, cách ly ngay tại lớp.